Rồi, sau đây thầy sẽ trình bày là cái thứ hai mà chúng ta nhận bài số 2, tiết số 2, chất. Rồi, chất tinh khiết, hỗn hợp. Vậy thì ở đây chúng ta thấy nước khoáng, nước cất có đặc điểm khác nhau. Thì chúng ta đã nên biết rằng nước khoáng và nước cất là hai chất mà rất ứng dụng cho rất nhiều trong đời sống chúng ta, đặc biệt là nước khoáng. Vậy thì bạn thấy hai cái chất này có đặc điểm giống nhau là đều chất lỏng và không màu. Nhưng bạn hãy chú ý vào cái thành phần của nước khoáng. Nước khoáng nó sẽ thành phần có rất nhiều chất trộn lẫn với nhau, như là độ pH là môi trường, môi trường này là môi trường axit bazơ cho phép, và hàm lượng TDS này cũng là được cho phép, và hàm lượng cái gốc sunfat, gốc clo, gốc nitrat, giấy, gốc nitrit, đây những hàm lượng này là những chất hòa tan trong nước khoáng ở cái mức độ cho phép. Vậy trong nước khoáng này không phải là có nước không mà có những cái chất khác trộn lẫn nhau. Vậy giờ cái sang nước cất, nước cất thì bạn thấy nè, nước cất nó sẽ có thành phần chỉ là nước không. Nước cất thì bạn sẽ dùng trong y học rất là nhiều. Vậy từ ở hai cái chất, ở hai cái nước khoáng và nước cất này, chúng ta đã biết được chất nào là chất tinh khiết, chất nào là chất hỗn hợp. Vậy từ đó chúng ta biết được những xung quanh chúng ta những chất nào hỗn hợp và chất tinh khiết. Vậy nước khoáng là hỗn hợp vì trong nước khoáng này có rất nhiều chất hòa tan vào, còn nước cất này là chất tinh khiết vì chỉ có một chất là nước thôi. Nó có tính chất như thế nào thì chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo. Bây giờ chúng ta thấy rằng để làm sao có nước cất, vậy bạn biết nước biển hay nước tự nhiên, nước sông suối đều là hỗn hợp. Vậy nước tự nhiên là hỗn hợp. Vậy nước tự nhiên để mà làm ra nước cất thì chúng ta phải qua quá trình chưng cất. Vậy quá trình chưng cất này cũng là một quá trình tách chất. Đây bạn hãy chú ý, đây là chúng ta tách cái nước, thành phần nước trong nước tự nhiên này ra khỏi hỗn hợp nước tự nhiên. Vậy khi đun sôi, chúng ta biết nước có một tính chất nhất định, đó là nhiệt độ sôi và bay hơi 100 độ C. Thì khi đun sôi lên tới nhiệt độ bay hơi thì nước sẽ bay hơi ra qua cái hệ thống làm lạnh. Cái nước vào này là nước vào đây để làm lạnh cái ống dẫn này, cho nước từ trạng thái hơi ngưng tụ lại thành giọt, chúng ta thu được nước cất. Thì quá trình này quan sát rất dễ. Nếu cái nồi cơm nhà chúng ta nấu cơm lên, chúng ta dở cái nước nắm cái nắp nồi ra thì chúng ta thấy những giọt nước đậm trên cái nắp nồi cơm chúng ta đậm trong á, thì nước đó chính là nước cất. Đó cũng quá trình tách nước ra. Vậy thì quá trình tách nước từ nước tự nhiên ra, tách nước cất từ nước tự nhiên ra thì chúng ta cũng biết được cách làm ở nhà chúng ta. Vậy thì giờ mình hỗn hợp
lầm đó rõ, nhưng mình nghiên cứu về kiến chất nữa. À, vậy hỗn hợp có tính chất không cố định. Ví dụ như giờ hỗn hợp nước chanh mình uống này, khối bê tông. Ví dụ nước chanh mình uống, có người uống nó có chất không cố định. Ví dụ như có người uống thì chua thì phải thêm chanh, thì hỗn hợp này có thay đổi. Có người uống ngọt thì người ta sẽ tăng lượng đường, thì hỗn hợp sẽ thay đổi. Ví dụ khối bê tông, khi mà trộn bê tông gồm có xi măng, cát, đá, xi măng, vậy chúng ta sẽ bớt đi bớt một cái chất thành phần trong cái hỗn hợp này, thì tính chất hỗn hợp này sẽ thay đổi rất rõ ràng. À, vậy thì bạn chú ý ha, hỗn hợp có tính chất không cố định, nó sẽ thay đổi theo chất thành phần. Rồi chất tinh khiết chỉ có một chất, vậy tính chất của nó sẽ cố định, không thay đổi. Ví dụ như giờ muối ăn thì lúc nào cũng mặn, không cháy được. Đồng sắt lúc nào cũng nâu đỏ, sắt lúc nào cũng bị rỉ sét, dễ bị sét hơn đồng, tính chất và bị nam châm hút. Đây là những chất tinh khiết. Vậy thì bạn thấy chất tinh khiết có tính chất cố định không thay đổi. Vậy vấn đề bây giờ chúng ta tách chất ra khỏi hỗn hợp. Nãy bạn coi tách nước cắt ra khỏi hỗn hợp nước tự nhiên rồi, tách nước ra khỏi hỗn hợp nước tự nhiên thì đó cũng là một tách chất, cách đó là gọi là chân cắt. Rồi vậy thì bạn hãy quan sát, người ta đặt ra vấn đề là vậy thì nước biển là hỗn hợp gồm nước và muối, vậy làm sao tách muối và nước ra khỏi nước biển? Đây là vấn đề mà rất dễ làm để điều chế muối nè, làm ra được muối nè, có nước chúng ta sử dụng hàng ngày. Vậy nếu bạn đó đi ra vùng biển thì thấy người ta làm muối một cách nào, thì phương pháp làm muối của họ như sau. Đầu tiên mô hình này mình sẽ biến cái hình thức đó, phương pháp sẽ điều tách muối ra bằng một cái mô hình thí nghiệm đơn giản. Chúng ta là phải làm ở nhà được. Vậy từ cái hỗn hợp nước muối hay nước biển mình sẽ đun nóng lên, thì trong đây tính chất của nước, nước có nhiệt độ bay hơi thấp là một khoảng 100 độ C thì bay hơi, còn muối có nhiệt độ bay hơi cao, do đó ở 100 độ C thì nước sẽ bốc hơi ra hết, còn lại là muối ở trạng thái tinh thể, cuối cùng ta thu được là muối. Vậy người ta tách muối. Vậy ở ngoài biển người ta làm cách nào? Người ta chỉ cần khai nước vào ruộng. Khai nước vào ruộng thì chúng ta sẽ có được là, để sau thời gian nắng thì chúng ta còn lại là một ruộng muối. Vậy là phương pháp này tách chất dựa vào tính chất vật lý của chất, sự khác nhau về nhiệt độ sôi. Rồi trường hợp thứ hai, dầu ăn lẫn với nước làm thế nào để tách riêng ra? Vậy dầu ăn bạn biết có một tính chất là cũng là chất lỏng, nhưng nó có một khác nước là nó sẽ nổi lên trên, nó không tan nước. Vậy chúng ta tách ra một cách dễ dàng, cách là ta dùng cái phễu mà để mình lọc ra, hoặc là chúng ta dùng một cái bình có quan đáy, chúng ta sẽ xả nước ra, dầu sẽ nổi lên trên, nhẹ nổi lên trên là nước sẽ chảy ra, còn dầu ở lớp trên tới nước thoát ra khỏi hết bình, còn lại dầu thì giữ lại đó. Thì làm thế đó người ta tách được dầu ra. Vậy dầu quả lẫn như muối làm thế nào tách riêng ra dầu và muối? Thì bạn biết rằng tính chất của dầu thì vẫn không tan nước, và nổi trên muối thì tan trong nước. Thì chúng ta làm đầu tiên vậy, cho hỗn hợp này vào nước thì muối và phải điều muối sẽ tan, dầu thì không tan, dầu sẽ nổi lên trên, và chúng ta sẽ tách ra dầu ra trước, và còn hỗn hợp nước muối thì chúng ta cũng tiến hành làm như là chúng ta tách nước muối ra khỏi nước, tách muối ra khỏi hỗn hợp nước biển, đun nóng lên. Thứ tư, muối lẫn với cát làm thế nào tách riêng hai chất này ra? Thì phương pháp này rất là dễ. Bạn biết rằng muối lẫn với cát, muối thì không tan, vậy muối thì tan nước, còn cát thì không tan, vậy làm cách nào ta tách riêng các chất ra?
Vậy chúng ta sẽ làm cách là cho vào nước và phải đều. Rồi cát sẽ lắng xuống, cho người ta tách, ta gạn cái phần nước ra, còn cát thì lắng ở dưới đáy. Rồi, ta tách riêng ra. Phương pháp này gọi là phương pháp lọc, gạn lọc, dùng cái phễu lọc để ta lọc cái phần cát ra. Còn là nước muối ta đun sôi lên thì còn là muối, muối ở trạng thái tinh thể. Vậy đây phương pháp này là tách chất mà phương pháp là lọc. À, ở trên cái này cũng là dùng phương pháp là lọc và dựa vào nhiệt độ đun sôi. Vậy một số phương pháp mà thầy tổng hợp lại đó là bay hơi, chiết, lọc, chưng cất. Ví dụ nước biển chúng ta là chưng cất ha, nước cát chúng ta chưng cất, từ tính. Vậy từ tính ví dụ như nam châm hỗn hợp mà có lẫn sắt, người ta dùng từ tính để tách riêng các chất này ra khỏi hỗn hợp. À, vậy là những phương pháp tách chất này phụ thuộc vào các yếu tố về tính chất vật lý. À, nhưng ở trong hóa học chúng ta, sau khi chúng ta học nắm vững tính chất hóa học thì quá trình tách chất bằng trải qua hàng loạt phản ứng hóa học thì sau này chúng ta nghiên cứu sao. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục cái phần cái bài tập số, trong bài tập số 7 trong sách giáo khoa mình đã tìm điểm giống nhau và khác nhau về nước khoáng và nước cát, thì cái này chúng ta trình bày là dễ dàng đúng không? À, ai cũng biết hết. À, điểm giống nhau không màu không mùi. Rồi giống nhau, nước cát nhiệt độ sôi, nước khoáng nhiệt độ sôi, sôi khác. Rồi nước khoáng ở đây thầy nói để biết được những yếu tố nước cát hay nước tự nhiên thì các bạn có thể dùng cái cách này. Bạn có thể đun sôi vào, đưa vào nhiệt kế, nếu mà nhiệt kế mà thể hiện ở trăm độ C nó sôi là nước chúng ta là nước cát. Còn nhiệt độ mà nó sôi trên trăm độ thì khối lượng riêng nó không trăm độ C thì nó sẽ không phải là nước cát, vì nước cát nó sôi phải trên trăm độ. Vì trong nước cát này, nó ở trong nước khoáng này hay là nước tự nhiên, nó sẽ có thành phần khác. Thành phần khác thì nó làm cho nhiệt độ sôi nó sẽ tăng lên. Ví dụ đơn giản như vậy, nhà các bạn sẽ nấu nước, cái nồi nước mình đang sôi. À, bạn có thể là dùng một cái vật cho vào thì độ sôi của nước mình sẽ sao giảm xuống. Hay các bạn nấu canh, bạn muốn nêm canh thì bạn bỏ cái muỗng vào để lấy một ít nước trong đó để ra nếm thử, thì khi cho cái giá vào nồi nước thì cái nồi nước mình sẽ độ sôi sẽ giảm đi. Vậy thì có chất khác vào thì làm giảm nhiệt độ sôi, muốn sôi lại thì phải tăng nhiệt độ sôi lên. À, vậy thì bạn thấy là nó khác nhau ở mức độ khác nhau, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng. À, bài tập số 8, chúng ta ở đây một vấn đề, vậy làm sao để mà tách nitơ và không khí oxy ở trong không khí ra để phục vụ. Bạn biết nitơ là một chất phục vụ rất lớn trong lĩnh vực nông nghiệp và trong bảo quản, trong ngành y tế. Bạn thấy nitơ dùng làm chất bảo quản. Oxy thì bạn biết đó, có giá trị rất cần thiết cho đời sống, đặc biệt trong ngành y tế hiện nay. Vậy hai cái nguồn, hai chất này nó tồn tại trong không khí. Vậy người ta từ ở trạng thái khí, bầu không khí chúng ta từ trạng thái khí, chúng ta phải chuyển nó sang trạng thái lỏng. Vậy muốn quá lỏng không khí này, chúng ta đem không khí đầu tiên phải làm sạch, không còn, làm cho không khí sạch. Rồi đem không khí quá lỏng ở nhiệt độ thấp, áp suất cao để nén lại. Vậy ta thu được oxy lỏng ở âm 183 độ C và nitơ lỏng âm 96 độ C. Vậy tới mỗi nhiệt độ thì chúng ta thu được chất. Ví dụ như tới nhiệt độ quá lỏng của oxy thì nitơ chưa quá lỏng được, thì
một chất lỏng và một chất khí người ta thu lại rất dễ dàng. Đó là cái cách tách chất dựa vào sự khác nhau về nhiệt độ. Đó là yếu tố vật lý. Rồi, thì cái bài chúng ta tới cái phần thầy hướng dẫn về nhà, thì các em nhớ ghi bài học đầy đủ và cái bài tập thầy đã trình bày cách làm đầy đủ tất cả các bài tập trong sách giáo khoa. Thầy sẽ yêu cầu các em sẽ ghi bài thật kỹ đầy đủ cái bài tập. Bài tập thì làm trong vở bài tập, nhưng vở bài tập bài học ghi đầy đủ. Rồi, cái bài nào mà không làm được thì chúng ta sẽ lưu ý đó để tiếp sau, hoặc bạn hãy chia sẻ bằng phương pháp là hãy nhắn vào Zalo thầy, thầy chia sẻ lại. Rồi, cái phần thực hành cái bài số 13, thực hành 1 của bài số 3, thì cái bài này chúng ta quá trình trao đổi trực tuyến thì chúng ta rất là khó khăn. Do đó thì cái bài này sau khi quá trình quay lại lớp khoảng đầu tháng 11, thầy sẽ cho các em vào phòng thí nghiệm và chúng ta sẽ tiếp xúc với một số dụng cụ thí nghiệm đặc trưng của môn hóa học, chúng ta làm lại. Hôm nay ta tập trung vào cái phần kiến thức về lý thuyết và giải quyết vấn đề về bài tập trong sách giáo khoa để có kiến thức cơ bản mình đáp ứng được cái nội dung chương trình của môn học. Rồi, chúc các em cố gắng học tốt.